Hello, xin chào các bạn. Lại tiếp tục nữa, đây là một chiếc xe Vario. Đó, thì chiếc xe này từ năm 2018 đến năm 2020 nha các bạn. Và đến với shop mình thì độ một quả billet Kenzo S 600 Pro các bạn nha. Đó, hiện tại là mình tặng ảnh là cái app chỉnh mắt quỷ với lại Demi. Đó, đèn bên một dải đèn chiếu sáng zin thì mình đã thay thế thành đèn Demi rồi. Thì chỉnh full app nha. Đó, rồi ok. Và đầy đủ những combo như thế nào tí xíu nữa mình mời các bạn xem khi mình mở đèn nha các bạn. Đó, và hiện tại đang trên app nha. Và ok, chỉnh màu mà luôn, chỉnh mà một màu thôi. Ví dụ ngày hôm nay mình không thích màu thì mình có thể chuyển sang màu khác. Nói chung là nó rất là tiện lợi đó các bạn đó. Ví dụ ngày hôm nay mình không thích màu này, mình có thể chuyển sang màu khác. Đó, chỉ cần mình mở điện thoại lên mình chỉnh thôi là ok nha các bạn nhé. Đó, ok. Và mình cố tình mình đặt cái kéo cái bi xuống dưới này tí xíu cho pha nó ra thật hơn nha các bạn. Đó, ok ha, quá tuyệt vời luôn. Đây mình quay, mình mở lên tí xíu rồi ok. Và quan trọng nhất là không phải là về cái đồ đẹp của bạn, quan trọng nhất là anh trai này thích về ánh sáng nha. Cái bi led Kenzo S600 Pro hiện tại thì đứng đầu bảng nhất nhì, nói chung là hàng chất lượng của hãng Kenzo các bạn nha, chuyên về tăng sáng ha. Đó, nên các bạn chơi thì quá tuyệt vời ha. Nhiệt màu 5200 với tâm nhiệt màu như thế này thì mình nghĩ là rất là thích hợp cho đường Việt Nam của chúng mình nha các bạn. Rồi ok. Và bây giờ đây thì mình sẽ mời các bạn xem test ánh sáng thực tế. Rồi. Các bạn ơi, và phía trước đây là ánh sáng thực tế billet Kenzo S600 Pro ha. Đây là chiếc xe Vario của anh trai nha. Và các bạn đang thấy ở điểm code cực kỳ khủng luôn các bạn nha. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ test pha nha. Pha lên rồi các bạn. Đó. Pha cho ga là tầm khoảng 97% các bạn nha. 97% ha. Code cho ga quá đẹp các bạn ơi. Đó, mình đã canh cho anh trai cực kỳ chuẩn nha. Cho đo code nè. À, mình đang thử cho một cái đường, nói chung là mình đã test rất là nhiều dòng xe rồi các bạn ha. Đó, hiện tại là anh trai này làm cũng gần 12 giờ đêm rồi. Đó. Ok, mở code nè. Đó, dummy nè. Dummy một một ngắt nè các bạn. Rồi mở ngắt tiếp theo là ngắt đèn bi cầu Kenzo S 600 Pro nè ha. Cái bi này nhiệt màu 5200 nhìn rất là dễ chịu luôn các bạn. Nó không gọi là trắng cũng không gọi là vàng, nó vừa vừa các bạn. Nhìn rất là dễ nhìn luôn ha, pha nè các bạn. Cực kỳ ngon ha. Đó, pha cú hẻm, các bạn thấy cú hẻm không? Đó. Quá đã luôn các bạn ơi. Với như anh tầm ánh sáng này thì bao các bạn chạy trên 100 km/h rất là thoải mái luôn các bạn nha. Với đèn zin thì anh em mà đã chơi Vario cũng đã biết rất là tối luôn ha. Đó. Với như con đèn này quá tuyệt vời ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết video nha. Bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. À.